Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại cái sự kiện lễ hội mùa xuân. Đây là cái sự kiện lễ hội mùa xuân đợt này. Không biết anh em đã đủ lấy những cái phần quà mà mình lựa chọn chưa. Như mình kết thúc cái sự kiện này thì mình có gom đủ được 3 cái cây vũ khí tùy chọn này rồi anh em ơi. Đấy, đến lúc mình làm clip này là đến tối. Là tối tầm ngày 18 tháng 1 anh em nha. Mình còn thừa mấy chục cái, từ bây giờ đến 12 giờ đêm thì chắc mình sẽ đổi hết sang cái kẻ tu luyện này thôi. Kiếm được cái bông tuyết nào, có cầu tuyết nào nữa thì mình đổi hết sang cái kẻ tu luyện này. Và bây giờ thì vào cái chuyên mục chính là mình đổi hết hai cái này sang hai cây phá hoại. Chuyển hết mỏ hết cả một lượt hai cây phá hoại luôn. Quấy rồi. Sau đó thì ép lên cho con Vegeta cùi bắp này thôi. Bạo kích 40%. Rất là cùi nhưng mà bạo kích thì phải, mình nghĩ ít nó phải tầm từ 50 thì nó còn là tạm chấp nhận được, chứ 40 này nó đánh nó không, vẫn không rơi ra bạo kích đâu, không xuất hiện bạo kích đâu. Cùi lắm, đây là con Vegeta cùi nhất hành tinh. Vất đi chắc cũng chả ai dùng đâu. Ấn ký thì có cả ấn ký tăng né tăng đỡ này, chắc cái này nhiều lần mình chê với anh em rồi. Ấn ký cùi nhất hành tinh trong tất cả con Vegeta hiện có của server. Sau khi sở hữu được nó xong thì chúng ta cùng nhau thử vào thí nghiệm thần điện là test đam anh em nha. Let's go anh em ơi, let's go. Hy vọng ăn được cái hải này. Con Pizza bên kia nó bắn rác quá nhỉ. Vẫn khó lòng qua được rồi. Xèo lại sắp tan nữa chứ. Bắn không né được này. Cố lên các bạn ơi. Rồi ôi nó ulti rồi, Pizza ulti. Úi dồi ôi, đỡ rồi anh em ạ. Đỡ ăn khoảng du khích thế này nữa. Thiếu nhiều đam lắm. Đó là toang rồi anh em ạ. À này nó vẫn là một cái gì đó ngoài tầm với con ác này hiện tại của mình. Cần phải ép mạnh nữa lên. Đột phá mạnh nữa lên thôi, đột phá. Giờ phải đột phá cái con Vegeta này lên tầm level 200. Không thì giờ nó gom nhộng đột phá thôi. Đây 190 nó đột phá lên hẳn 200 đi. Dồn cho nó. Cái hồn đỏ này thì mình chả kiếm được anh em ạ. Đen lắm. Nên mình nghĩ mình sẽ nâng cái con Cell này lên đỏ trước nha. Tạm thời trước mắt là vậy. Là cái vũ khí này vũ khí này muốn lên đúng sao cũng cần hai cây phá hoại, 4800 cái kim tinh. Mỗi lần lên nó cộng cho 12% chỉ số tấn công. Sắp lên là 4 sao hả? Cứ cơ event cổ tuyết này thì ngon nhở. Xò con bò luôn. Đợi lên 180 đột phá lên cấp 9, nó cấp 10. Con ve này vẫn cùi lắm, nó phải mạnh lên cơ, bạo kích nó to một tí cơ nó mới có hơi đột biến được. Chứ với cái tình hình hiện tại này thì có lòng nào mà có thể thắng được.
thắng được Timberlake anh em ạ. Khi ra 4 sao nó đánh con Vegeta 10 sao. Có ai cứ từ anh không ạ? Hình như ở đây có cái quà tri ân gì gì này anh em này. Hồn đồ NS thì chọn này. Cho khá nhiều mình nhận mình không để ý đấy. Sao lại tổng kết thưởng. Tổng kết trên và thưởng bốt. Quà diệt bốt đây. Ồ 300 kim cương, 10 đá thức tỉnh. Hoặc thì chọn hồn đồ này. Đá năng lượng nữa, ngon. Cái này thì đủ rồi. Sell của mình mình nghĩ là gần đủ rồi. 92/120, 1, 2, 3, 12, đủ 15 luôn. Bây giờ là thiếu mảnh tướng thôi. Nó có 49/140 thì kiếm hai con sell nữa. Thì kiếm sell ở đâu nhỉ? Sell thì khó rồi nhỉ, thì kiếm đâu hai con sell nữa ta? Tiệm không có rồi, tiệm mình mới mua xong 23 ngày sau mới reset. Bây giờ phải kiếm mấy cái SS để chọn ấy. Trong cái quà tích nạp này xem nào. Quà tích nạp phải chơi đến 900.000 nó không còn SS để chọn cơ. S. Rồi, đợi anh em ạ, đợi sự kiện Tết âm xem nó có ra là con một cái phẩm từ SS tùy chọn không thì mình chơi chứ thôi. Tạm thời ngòm lúa đã. Lên Vegeta vẫn cấp thiết hơn. Thử trận PP đi em nha. Nó nhiều mệt. Đánh nhau đó nha. Hay được. No. À, mít này. No. Cái này chắc mình win rồi. Hi hi. Ai. Quá, dịch chuyển ra thôi, cái này win rồi. Win trong tầm tay lịch sử. Mình xem mình xếp có cách xếp lại team nha. Anh là hư đúng không? Team mình xếp đúng rồi. Thế mình ăn hết bốt chưa nhỉ? Còn một lần 3 phút nữa ăn đốt con bốt cuối cùng. Thôi anh em ngồi mình xem mình ăn bốt nha. Ăn kia tranh đoạt bốt này cũng là một cái để cho chúng ta kiếm được khá nhiều tài nguyên ở đây. Như anh em thấy này, quả tham gia top 1 nhận được những cái ấn ký random này, những cái ấn ký tím là tu luyện. Những cái này anh em phải căn đúng giờ nhé. Xếp hạng top 1 đi. Ở đây là cái quà giữ bốt. Tranh đoạt sở hữu ai mạnh nhất thì vào đây mà phang giữ bốt thôi. Còn quà top chiến lược top 1 với top 2 nó tranh nhau cũng tương đối. Lên 110, đây là 95. 120 chứ. Chịu hơi bé, 120. Bên dưới là top 2. Tham gia đó nó chỉ có top 1 nó chênh được quà thôi, còn tham gia nó như nhau. 2 phút 35 giây nữa thì mình mới vào được cái con bốt cuối cùng này. Anh khá là bận. Trong lúc chờ đợi 2 phút thì ra chiêu mộ mấy cái miễn phí này như là xem con ra là có tướng ghét là không.
ra được cái gì rồi. Hơi buồn. Thì 5 con nữa là được thêm một con tướng NS mạo hiểm này. Chị hỏi đi tổng gì sợ. Có 50 kim cương nữa. Tiểu hiện tại tăng một anh hùng đấy là vào 200 đây này. Chị hồi cao cấp nhận 5 anh hùng mới ép đến con ác này của mình nhờ chị hồi thường ấy. Nó đã được 5 con tướng NS rồi. À 3 con tướng NS rồi. Nhiều anh em Biogym quay đến hàng bao nhiêu nghìn lần, hàng trăm lần, gần nghìn lần mà chưa được một con tướng NS nào. Đấy, mình nghĩ là cái độ lắc may mắn của từng con ác nó khác nhau hay sao ấy. Nó kiểu nó có cái số mặc định cho gắn vào cái ác, cái độ lắc của cái ác hay sao ấy. Chứ quay với số lượng lớn như thế mà không ra là một con NS nào. Vô lý thật. Hay là nó tính theo một kiểu gì đó nhỉ. Chả biết nữa. Ngồi đoán bừa đoán mò đấy chứ không có căn cứ gì cả. Có thể là trong một cái server hoặc là một cái hệ thống bao nhiêu server nó kết hợp vào với nhau. Triệu hồi summon cùng một cái thời điểm, cùng một cái số lượng. Yêu cầu nhất định bao nhiêu con tướng ra, bao nhiêu con tướng ghét thì nó sẽ tiếp theo đến một con tướng ghét. Nhưng mình may mắn là mình đến đúng cái lượt mình quay thì mình nhận được. Chắc chắn là nó sẽ có một cái hệ thống tính rồi. Độ may mắn như nào thì chịu. Những cái viên gacha này nó chỉ được một lần. Đấy, chẳng đó nãy giờ cũng hết gần 3 phút rồi. Trên đây nó vào nốt bốt cho ngoài. Chúng ta kết thúc clip nha. Rồi xong rồi em ơi, hồi nãy ăn bốt này là xong rồi đấy. Bye bye anh em thôi, anh em ra nhận nốt cái quà của sự kiện lễ hội mùa xuân đi, nó sắp kết thúc rồi đấy anh em. Giữ lại thì vẫn được, mình nghĩ sự kiện này nó sẽ quay trở lại thôi, nhưng mà đổ lên mấy cái vũ khí cần thiết, những cái đồ cần thiết để tăng lực chiến nhanh cho chúng ta. Đua top giữ được vị trí xếp hạng cao, mình sẽ không bị thoát, phải không? Bye bye anh em nha, anh em thấy hay thì mình xin like đăng ký kênh nha, bye bye anh em. See you again, bye bye.